Xin chào mọi người, hôm nay Phú Quang xin giới thiệu đến mọi người một con lens tele tầm xa của Nikon. Thì con này thì nó là con 400 f/2.8e, ngàm của nó là ngàm Nikon F full frame nha. Thì mình có thể mình lắp qua ngàm DS luôn, thì ngàm ROD thì nó sẽ nhân lên thì tầm là 600 f/2.8. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đập hộp. Thì con này thì nó sẽ được đựng ở trong một cái vali như này, khá là nặng. Rồi mình mở ra nha. Thì ở hai bên hông này nó sẽ có một cái nút bấm đẩy ra này đó, này vậy đẩy ra một cái. Ok, mở ra thì đi kèm thì của nó thì nó sẽ có thêm chìa khóa nữa. Ok, thì cái con lens này á nó nặng là 3.8 kg nha, và cái khoảng cách lấy nét tối thiểu của nó là 2.6 m. Ở trong full box của nó thì nó sẽ có con lens Nikon này 3.8 kg cầm lên thì nó khá là nặng tay. Rồi ở đây thì nó sẽ cho kèm theo cho mình là cái vòng với lại cái đồ bó. Đây, đồ bó này bằng cao su nha. Đó, nhìn răng ri không? Camo nha. Rồi ở đây thì thêm cái dây đeo nữa, dây đeo luôn. Catalog. Cái đầu phần, cái phần đầu nó thì nó là cái phần vải quấn như thế này nha, có cái gút ở đây. Nó trùm lên cái hút này. Hút này thì hình có phủ sợi carbon lên, khá là nhẹ. Cái phần nắp này thì nó có độ một lớp chống sóc nha. Nó không có dày như mấy cái túi nhưng mà nó vẫn có một độ chống sóc nhất định. Rồi thì khỏi bàn, cái ống kính thì nó sẽ bự ra như thế này. Đó, quá bự luôn, cái tay mình là thuộc dạng tay lớn rồi mà mình đưa này thì nó chả xi nhê hết trơn á. Rồi, để gỡ hút ra xem như thế nào. Rồi hút thì dần dặn đây, ở đây là đây nó sẽ có một cái chỗ dặn này, dặn ra, đó, dặn lỏng ra, rồi lấy ra, ok, thì hút này mà nó là KH38 nha, hút làm từ Made in Japan luôn, Nhật Bản nha. Rồi lên này thì nó khá là dài, nó sắp xỉ khoảng gần hơn 1.5 m của mình. Đây mọi người cùng xem cái ngoại quan của nó này. Đó, cái phần cola này thì nó ở phía dưới này nó sẽ có là ốc nguồn tư. Đây, hai con ốc nguồn tư với lại ốc 1/8, ốc 3/8 nhìn ra đây. Ở chỗ này, đây ở chỗ này nó sẽ có một cái nắp cao su này, có một cái bót ở đây nữa. Đó. Rồi cái nắp dặn của filter, bên này là cái nắp dặn filter nha. Mình xoay ra thì cái này mình xoay như thế này thì đang lóc này, cái này mình bấm vô mình có cảm giác bấm vô này, thấy không? Ok, mình bấm vô đồng thời mình xoay dặn ra đó. Ok, gỡ ra thì cái này thì nó là cái hệ filter là 40.5 nè. Đây mình cùng xem cái này của nó này, 40.5 đó. Ok, thì sau này mà bạn nào thích chơi filter, những filter nào khác thì cứ mua 40.5 rồi lắp vô này thôi. Đây, cái này là nó có phần rem dặn ra này, thấy không? Y chang lắp lên cái đầu kính bình thường thôi. Ví dụ sau này mình chơi ND gì đó chẳng hạn, cứ gỡ cái này ra rồi thay thêm vô thôi. Đó, ok, rồi dặn vô lại đi.
đây. Đó, đặt xuống thì nó mình xoay nó dễ hơn, cầm cầm thì nó cứ nghiêng nghiêng xoay nó dễ, nó trượt ra ngoài. Rồi ok, sau khi xoay vô xong thì cho nó vô lại, trả về vị trí cũ. Đó, rồi dặn. Bây giờ nếu mình đặt vô trong này rồi mình sẽ kiểu như mình ấn vô nha, mình ấn vô mình dặn qua bên phải. Đó, thì nó lóc lại này. Mình cứ dặn, mình cứ ấn vô rồi xoay. Đó là ra. Rồi ấn vô xoay, đó, trả về. Ok. Rồi. Còn cái dây hồi nãy á, hồi nãy mình có hai dây thì một dây mình mang đi cái này, một dây thì mình sẽ cột vô đây. Mình cột vào đây, cột vô hai cái qua cái tay này, đó. Tay này với lại tay này. Rồi mình đeo lên. Chứ mà nếu mà mình cột lên trên cái body của mình thì nhiều khi nó cái ngàm nó chịu không nổi. Rồi. Thì cái con len này nó lợi hại hơn những con len khác là nó là khẩu 2.8 nha. Còn những len khác thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng khẩu 4 hoặc khẩu 5.6 thôi. Ở đây thì nó sẽ có những cái nút gạt như thế này. Thì nút gạt đầu tiên là nút gạt âm thanh, có nghĩa là mình bật mình tắt âm thanh. Rồi còn cái này là AF lock với lại là AF on. Thì mình gạt ra dưới cùng thì là AF on là bật len nét tự động. AF lock là cái mình sẽ lắp cái chủ thể luôn, cái khoảng cách luôn. Thì trong quá trình đó thì nó sẽ không bị thay đổi cái điểm vùng len nét ha. Rồi ở giữa là memory recall là nhớ cái vị trí len nét. Rồi cái này là cái VR chống rung. Thì VR chống rung này thì nó có ba mức độ là off, VR normal với lại là sports. Thì có một cái mẹo mà dành cho anh em nào chơi sport á, thì mình có thể mình bật sport này lên, rồi mình có thể mình mang theo một con motorboard chẳng hạn để mình đi chụp thể thao. Thì thường cái đó là một cái combo là hầu như là hầu hết những mà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp thể thao sẽ sử dụng. Rồi còn cái này là vùng lấy nét, khoảng cách lấy nét thì nó sẽ là từ 8m đến vô cực hoặc là full. Đó, mình xài nào thì mình bật qua đó thì nó sẽ cải thiện tốc độ lấy nét đáng kể ha. Rồi cái chế độ lấy nét thì nó sẽ có ba cái là A M là auto focus, manual focus. Thì con lens này nó sẽ có thêm nó sẽ có một cái rất là hay, có nghĩa là ví dụ mình đang ở auto focus này thì mình set M nữa, có thể là mình có thể mình can thiệp bằng cách là mình xoay trực tiếp ở lên trên này luôn, mình xoay thì để mình chuyển nhanh qua chế độ lấy tay. Rồi tiếp theo là cái ở giữa, cái giữa thì tương tự là M sạc A thì nó là manual focus thì kim luôn. Nhiều khi mình đang muốn bắt nét tự động gì đó thì mình có thể mình sử dụng bắt AF thì mình có thể đang lấy tay mình chuyển nhanh qua AF cũng được, nhưng mà mình nghĩ là cái này nó sẽ ít ứng dụng hơn so với cái đầu tiên thì ứng dụng khá là nhiều. Rồi cái dưới cùng là manual focus thì lấy nét bằng tay thôi. Thì con này là nó sẽ có nano crystal. Thì cái lớp phủ nano này á thì nó sẽ phủ lên hầu hết từng cái lớp kính ở trên này, và nó sẽ phủ lên ở phía trên này. Mục đích của cái lớp phủ nano thì nó sẽ làm cho cái bức hình của mình chụp ở trong những cái điều kiện, ví dụ như điều kiện nó quá sáng, ánh sáng nó quá mạnh đi, thì nó sẽ tăng cái độ tương phản lên, hoặc là mình chụp ở điều kiện ngược sáng thì nó sẽ làm giảm hiện tượng bóng ma do ngược sáng gây ra. Rồi cái này mình đi rồi ở dưới này nó sẽ có một nút bấm là memory set, là để mình kết hợp với lại cái nút gạt ở phía trên này. Đây, cái nút gạt là memory recall đây. Ok. Thì cái con len 400 này á, thì nó sẽ có phủ một lớp floor phía trên này này, ở phía trên lớp ngoài cùng này này, xung quanh làm chất liệu là ma dê. Đó, thì nó sẽ mang lại là nhẹ với lại là nó sẽ chống chọi thời tiết. Thì cái lớp phủ floor này nó sẽ làm cho con len mình hoạt động được trong những cái môi trường khắc nghiệt, ví dụ như là nó quá lạnh âm 10 độ chẳng hạn, hoặc là những môi trường bụi bặm thì nó sẽ kháng bụi, kháng ẩm tốt hơn. Ok. Ngoài ra thì ở trên thân len này nó sẽ có những cái nút bấm như thế này, thì những nút bấm này mình có thể mình gắn nha. Mình gắn rồi mình bấm ở cái thế nào mình cảm giác nó thuận lợi thôi. Rồi ok, thì tiếp theo là cái vòng này là cái vòng lấy nét tay nha. Đó, khi mình xoay thì mình nhìn vô đây này. Để cái này mình xem, mình gạt qua MF chưa? Đây MF này. Đó. Đó. Khi mình xoay thì mình sẽ thấy cái vòng cái khoảng cách nét này nó chạy này.
Thì con lens này được trang bị là chín lắc khẩu nha. Thì chín lắc khẩu thì mang lại cái bokeh, nó sẽ liên quan tới bokeh nha. Thì những anh em nào mà chụp hình mà cần cái sự bokeh nó tròn nó mịn hay không á, thì mình có thể mình xem cái lá khẩu nó càng nhiều càng tốt. Thì con này thì được trang bị là chín lá, thì cái bokeh của nó khá là mịn. Hệ thống lấy nét của lens Nikon này được sở hữu công nghệ tiên tiến nhất của Nikon, và lấy nét là siêu nhanh và siêu êm, và lens này nó sẽ phù hợp với hầu hết full frame hoặc là những con Nikon crop luôn. Nếu mình có thể sử dụng được qua ngàm STZ này, hoặc là mình sử dụng qua ngàm TC 14 TC 20 chẳng hạn. Ok, ngoài ra thì cái ăn điểm của con lens này là nó là khẩu 2.8. Thì nếu mà xét về khẩu 2.8 thì mình yếu tố đầu tiên mình có thể nghĩ đến là về lợi sáng. Nếu trong điều kiện mình chụp ở trong những cái môi trường là bầu trời u ám chẳng hạn, thì mình có thể và nó sẽ đưa ra một hình ảnh sắc nét hơn và mang lại hình ảnh chất lượng cao hơn so với những con khẩu 4. Con Nikon 400 f/2.8e này thì hàng sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và sẽ có giá tốt nhất cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thì bây giờ là mình sẽ test thử cái tốc độ bắt nét của nó. Ok, thì bây giờ cái bàn mẫu đó mình ở đây. Ok rồi, qua tụ điện bắt nè. Ok, bắt lại mẫu này. Đó. Khá là ổn áp. Đây. Đứng im, đứng im, đứng im. Rồi. Bắt nguyên người nữa không được. Rồi, bắt lại nha. Mẫu này có liêu quá. Đứng im mặt của anh Giang ơi. Và một cái đây mình lén nha, mình lén cái cũng được đâu. Mình đồng hình cái hộp xoay này đó cho nó gần nhất là có thể. Rồi, sau đó là mình chọn. Này. Ok luôn rồi đó. Ok. Rồi, vô nè anh Trường. Rồi, thì cái này mình sẽ test thêm một shot gọi là quay phim nha. Và xem thử cái tốc độ bắt nét này như thế nào. Mới đặt đây luôn, cầm nó khá là nặng tay cho nên mình sẽ đặt đây. Và mình sẽ chỉnh qua nó của nó là quay phim nha. Con này là mình test con D5. Rồi, quay phim, bấm nút quay đây một cái đấy, ok. Rồi, đang quay nè. Nhảy đi. Đây. Cho Trường chậm con nhảy, bắt đầu quay. Đó, quay phim thì rồi ok. Như quay MV cả nhà kia. Con này là lấy nét không quen lắm, mình có thể kết hợp giữa lấy nét tay lấy tự động nha. Đây bấm này đó, hoặc là mình có thể nếu mà sai mình có thể chỉnh này đó. Ok đó. Còn nếu mà mình chụp với những vật thể di chuyển thì nó sẽ hơi hơi đuối nha. Để xét của cái mặt hồng nó thấy chứ. Đó. Ok. Này bắt bắt cái trụ điện này đó, nó rất là nhanh nha, nó sẽ nhanh hơn so với những con tele khác. Và cái độ nét của mình thì nó sẽ rất là cao. Mình chụp này và hoặc là mình quay nè. Mình làm thêm shot quay nè. Trời. Ok, rồi. Rồi, bắt nét qua này, bắt nét qua cái ở sau đây. Đó, ok, rất là chuẩn nha. Nè, bắt nét trở về nè. Đó. Ok. Được rồi. Thì ngoài nặng ra thì không thấy gì hết. Thôi đi vô. Xong rồi, xong rồi, vô rồi. Điều quả là tí quẩy nha. Rồi, rồi mình tắt máy mình cầm quà luôn. Xa ra, xa rồi, ra. Đúng rồi luôn.
lại cái xe vệ sinh luôn, cho đứng ngoài luôn, xa ra em đi thẳng luôn. Xa ra. Rồi. Em cái này ok, rồi đang quay nè. Nhảy đi. Đây. Sao giờ chậm mà là nhảy, hay là quay? Đó, quay phim thì rồi. Ok. Quay phim có vẻ như là con này là lấy nét không quen lắm. Mình có thể kết hợp giữa lấy nét tay lấy và động luôn nha. Đây bấm này. Đó, hoặc là mình có thể nếu mà sai mình có thể mình chỉnh này đó. Ok. Đó. Còn nếu mà mình chụp với những vật thể di chuyển thì nó sẽ hơi hơi đuối nha. Đó. Ok. Này bắt cái trụ điện này đó, nó rất là nhanh nha. Nó sẽ nhanh hơn so với những con tay lấy khác. Ok, rồi. Rồi, bắt nét qua này, bắt nét qua cái ở sau đây. Đó, ok, rất là chuẩn nha. Nè, bắt nét trở về này.